đó là con đường vào nhà cụ ông cụ bà ở ngập nước cả nhà ơi. Thì ngày hôm nay em ghé em trao cho cụ một số tiền của cô Ly bên Mỹ. Mọi người cùng theo cho mình định để đi vào bên trong nhà trọ nha quý vị. Và bây giờ em sẽ vào gặp cụ để trò chuyện. Xin mời quý vị và bạn cùng xem video clip ạ. Đó là căn nhà của cụ ông cụ bà ở ngập nước nè cả nhà ơi. Hình như buổi chiều nước nó lên cao lắm. Lên cao. Giờ buổi trưa nè. Buổi chiều nước lên tới đâu cụ? Nó lên gần tới thềm rồi. Vậy hả? Hôm nay bữa nay nó vô trễ đó chứ thường mỗi bữa giờ này có rồi. Mỗi ngày nó trễ nửa tiếng đồng hồ á. Cái cổ cụ sao vậy? Em thấy đã đỏ ngay giữa cổ vậy? Không biết. Tôi tắm cào cái sớm rồi nó nghe nó rát rồi mới sức dầu nè mà không biết em chưa có coi nữa. Dung nó bị lỡ rồi. Dạ. Có một chùm đỏ lận. Chết mồ. Bị gì mà bà ấy vậy? Hình như nó bị ngứa. Nó bị phọng lỡ một mớ da ở ngoài á. Có chiên thịt nó văng nữa mà không có để tắm cái bầu cái xong nghe rác mới lấy dầu sức còn chưa không thấy. Chào nay bà khỏe không bà? Này nó đau nhất xương sống quá trời. Trời ơi, nhà của cụ nè quý vị ơi, như là một kho phế liệu luôn. Uống cà phê nữa ha. Ông ở đó ông ghiền rượu cái hết uống rượu bây giờ uống cà phê uống trà. Ủa bà làm gì mà thấy bánh mì phơi khô nhiều vậy? Ăn được không? Của lò như ngày dạy ổ về ổ cho cái sắt phơi á. Phơi để làm gì vậy bà? Để ăn rồi ăn với có chó đó cho nó ăn nữa. Trời đạo. Ơi, nhà bà giờ đây mà bán phế liệu chứ cũng bộn tiền à. Quá đó. Trời đồ luôn quý vị. Thế vậy chứ không có gì đâu. Mấy cái đồ cần dùng không à, mà tại vì không có tủ, không có đồ đựng á. Đựng. Rồi, đồ nấu ăn của ông bà nè quý vị nhìn thấy. Thảm không? Đựng dài dài. Rồi, son đen nữa chứ. Sao không nấu bằng điện mà nấu lửa chứ son đen thui vậy? Nấu củi không à, điện không lắm. Một tháng điện nước không cũng 300 rồi đó. Mà... Bà ơi, ngày hôm nay con có nhận được 1 triệu của cô Ly bên Mỹ á. Thì cô cũng hay gửi tiền gì cho bà đó. Dạ. Thì con gửi cho bà 1 triệu, cô Ly bên Mỹ gửi tặng bà để mua thuốc uống nha. Dạ, cảm ơn cô Ly nhiều lắm. Nhờ cô Ly giúp đỡ chứ thuốc hàng tháng nào cũng phải uống đó. Không có thuốc chịu không nổi. Dạ. Uống mà phải ăn. Mua rau cải, thịt, cá rồi ăn quá. Hôm nay mua đi chợ cũng 1-2 tuần mới đi chợ 1 lần. Biệt thự nè quý vị, không phải đùa đâu. Trời ơi, xe cộ quá trời luôn nè. Ừ, đồ xe là cho cái xài được cái không để đây. Cái này hư thì lấy cái khác. Lắp giường vô. Ngủ nè. Trời ơi, quá trời quá đất luôn không bà. Không có tủ, không có chỗ để. Tôi để dài dài em, đồ cần dùng không à. Cái gì cũng cần dùng, con thấy đâu cần dùng gì đâu. Tivi ra nè. Tivi còn cái xác không mà không bán. Không. Cái gì cũng muốn giữ hết trơn mà. Trời ơi là để trời. Cái này hư thì mượn người ta coi người ta lại. Nè, thuốc mới mua nè. Nó mua thuốc hả? 2 triệu mấy á. Trời ơi, sao mua online xong ra tiệm thuốc mua. Nó quảng cáo trên mạng nhiều lúc nó không có đúng sự thật đâu. Có. Đó uống Bảo Ký Khang á. Uống mấy đợt rồi nó đỡ đỡ rồi. Trời ơi, coi căn nhà của cụ nè quý vị ơi. Hứng nước để nấu nè. Ở khu đây khu biệt lập luôn, còn nấu cơm điện nè. Trời ơi, đồ đạc của bà. Hôm nay không đi chở củi á. Không có đi chở. Bà ở cẩn thận, thấy điện này con sợ quá. Không có đâu. Chở củi về chụm á. Trời ơi, trời ơi, con đi sợ té quá trời luôn á. Mệt mỏi, lo nấu nướng, ăn uống rồi nghỉ ngơi rồi, canh giờ uống thuốc. Sao thấy suốt ngày uống thuốc không vậy? Nhiều thuốc lắm, thuốc bệnh viện, rồi mua thêm thuốc tàu nữa đó, chứ thuốc bệnh viện không cũng không có hết.
Bữa nay có 1 triệu đó có chia cho ông không? Không. Giáo hả? À, mua thuốc mua men rồi cho ổng đó, cà phê đâu, ổng lại ổng có tiền thì mua, ổng cần gì mua đó cho ổng đó. Dạ. Chứ bữa giờ ông có bệnh tật gì hay là khỏe cậu bà? Có, bị trúng mưa trúng nước á, à, về tới nhà ngồi khum nó rung quá trời rung rồi lấy áo mưa trùm lại, cái là không biết sao đó. Rồi nghĩ ra trà đường, chắc ổng bị tuột máu. Dạ. Cái quậy nước trà đường cho ổng uống. Rồi một ca cái trà đường nóng uống vô hồi cái ổng đỡ. Cái đi nấu cháo bơ gừng với tiêu cho ổng ăn. Ăn vô hồi ổng khỏe. Trời, có đi ca bệnh viện khám bệnh không bà? Có. Nóng nỉ ổng đi. Chứ nào giờ ổng chịu đi. Cái có bảo hiểm á. Mua bảo hiểm rồi đi khám bác sĩ nói ổng bị viêm phổi. Dạ. Với ổng bị lao lực quá đó, làm. Dạ. Nặng quá, ăn uống thất thường, sáng rồi đi không chịu ăn, uống cà phê cái thôi, cái giờ lo ăn rồi sáng này ăn cơm ăn mì rồi mới đi, ngày nào ổng cũng đi, giờ ổng cá không có, ổng đi nhà kế bên kêu chở xà bần. Dạ. Chiến 20 ngàn. Trời ơi. Ừ. Có 20 ngàn mà đi khổ vậy. Ừ. Chiến nhận 20 ngàn đó. Trời ơi, kêu ông đừng có ráng quá, chở vừa đủ thôi. Ông nói thì vừa thôi, chứ nặng quá ông đâu chở nổi đâu. Trời ơi, chở vậy mà có 20 ngàn à. Ừ, ngày ông chở được 2-3 chiến gì đó. Dạ. Giờ ông đi cũng chưa về. Ông không chịu ở không. Dạ. Một cái tivi đây là có mở được không vậy cụ? Người ta xài hư, cũng hư, người ta cho vậy đó, đồ cho không á. Sao ai cho gì cũng lấy đem gom về nhà hết trơn vậy, trời ơi là trời. Nó, nhà cửa nè, chịu cho thấu không? Cái này hư, người ta cho khác đi, xài để đó, em bữa nào có, đấy cái mình mượn người ta coi, người ta sửa lại, xài. Cái gì cũng con thấy cũng xài không có được hết trơn vậy mà cụ nói cái gì cũng để không, xài được hết không có mua gì hết. Trời ơi, toàn đồ cũ không mà không chịu bỏ bớt nè, cái gì cũng giữ hết, bao ni lông cái cũ nữa, ly người ta cũng mới cho nè. Trời ơi, cái ly nhựa đó độc lắm á, chế nước nóng vô là độc lắm á. Ổng uống nóng, uống quậy nước chanh gì đó. Dạ. Ổng uống sao mình không mua ly sứ quậy uống với tụi bể. Bể hả? Con mèo đó, để gì ở nó đập bể trơn thì phải uống vậy đó, uống ca mũ ca ly ca. Mèo nó thấy lần lần nó nhảy nó chụp cái ngã đổ hết. Còn bánh mì phơi khô để làm gì, hấp ăn hả? À, hấp ăn rồi sáng thì ăn 2 ổ, rồi 4 miếng vậy đó, chấm quậy sữa chấm ăn rồi 9-10 giờ ăn cơm. Ăn gì tiết kiệm dữ vậy trời. Cho chó ăn nữa. Là thường sáng bà ăn bánh mì rồi với mì tôm thôi chứ đâu có đi ăn sáng hả? Ông ăn mì tôm, còn bà thì bà ăn bánh mì với sữa. Chứ ở đây xa chợ mà. Trời ơi, từ đây mà đi bộ ra xa lắc xa lơ quý vị, nó ở vùng sau vùng xa thuộc xã Bình Hưng Bình Chánh á. Khu đây là khu chuẩn bị giải tỏa hay sao, là chỗ này nhà cửa ít lắm. Mà nước buổi chiều là lên tới ngập tới nhà luôn mà. Chiều nào nó cũng ngập hả bà? Nay thấy triều lên quá trời luôn mà. À, đầu cuối tháng với nửa tháng là nước lên. Dạ. Hôm nay nước lên 3 bữa rồi. Bữa nay, mỗi bữa giờ này đầy nhưng mà bữa nay nước trễ nửa tiếng, chút nữa nó lên nữa. Bữa giờ cái bệnh hen suyễn của bà sao rồi? Đỡ hơn chưa? Nó đỡ vậy đó, chứ mà. Hết thuốc là nó mệt hả? Ờ, không thuốc nó mệt. Trời ơi. Mở lòng bà thở nghe hụt hơi luôn á. Phải uống hoài vậy đó. Sáng này hít thuốc. Rồi trưa nếu có hơi mệt thì hít vô nữa rồi tối hít. Không có ăn được mà thuốc cũng phải uống. Uống thuốc xỉn. Rồi bệnh viện cho thuốc bổ, thuốc ho, ăn tiêu, ăn cho tiêu. Nặng ngực để ăn vô, nặng ngực phải ăn miếng gừng vô rồi mới tiêu. Dạ. À,
bữa nào ăn cơm rồi cũng phải ăn miếng gừng, miếng cụ gừng. Hình như cụ năm nay cũng bảy mấy tuổi rồi hả? Nay 72 tuổi rồi. Cụ 72 tuổi, còn cụ ông? Ông thì ông 68. Cụ ông nhỏ hơn hả? Hai cụ ông cụ bà không có con quý vị, ở ở đậu cái căn nhà cũng sập sệ như thế này, cũng sống qua ngày. Tối em rất là khổ, bà thì bệnh tật truyền miên, còn ông thì chậm chạp. Ông đâu có làm gì đâu mà ra tiền nhiều đúng không bà? Cứ ngày kiếm mấy chục ngàn hả? Ờ, em mấy chục đó. Rồi chở hết đợt này cái không biết làm gì nữa. Cá không có được, lúc này kéo cá không có. Dạ. Đã lấp lấp đi hết. Ủa mấy cái son này là nấu gì vậy cụ? Này nấu miếng chè đậu đen ăn mới hết rồi. Canh. Đâu? Trời ơi. Cà với cải. Dạ. Ngày nào nấu ăn bữa đó luôn hả? Chua. Trời ơi, nấu bằng nồi cơm lửa quý vị. Nước. Trời ơi. Có điện mà sao tiết kiệm không nấu điện? Đó. Không biết nấu hả? Không. Không biết nấu chứ. Với em mua mắc quá. Mua đồ nấu mắc. Dạ. Em điện đáng. Điện nước đáng 300 rồi. Trời ơi. Điện chắc 3 ngàn mấy ký hả? 3 ngàn rưỡi. Dạ. Nước thì 25 ngàn khối, tháng 2 khối. Bữa giờ cậu có đi nhà thờ không? Có lễ phục sinh đi bữa Chủ nhật. Dạ. Hôm qua có đi, chiều nay tính chiều nay đi nữa. Đây nè quý vị ơi, cụ nào trẻ rất là đẹp gái luôn đây nè. Đó, hồi đó nhiêu tuổi vậy cụ? Hôm đó 25 tuổi. 25 tuổi nè. Ba má đó. Ba mẹ hả? Ờ, với chị hai, với dì mười. Còn đây, đây là nhiêu tuổi? Hình mới nhất của cụ bà nè. Này mới nhất, cũng nay cũng 6-7 năm rồi. Dạ. Hồi đó cũng đẹp gái chứ bộ. Đây là chị đó, của cụ đúng không? Thấy mặt giống nè. Chị giống con á. Còn đó là mẹ với cha hả? Chị giống con á, còn dì mười ở ngoài đó. Vậy hả? Còn này chị nữa nè. Rồi chị. Đang, anh em hết hả? Dạ. Đó là chị ruột. À. Chị ruột bây giờ thì cũng đi tu luôn hả? Ừ, cũng tám mấy tuổi rồi. À. Cụ theo đạo Thiên Chúa quý vị. Vậy mà sức khỏe ốm yếu vậy mà cũng hay đi nhà thờ lắm nha. Ấm rồi. Bữa nào nó ngập nước sao bà đi? Rồi săn quần lợi. Săn quần lợi. Rồi ra ngoài đó. Qua khỏi mấy chỗ ngập ông mới chở. Ông vác xe đi, ông sợ hư xe ông vác. Ở đây có trộm gì ông bà con thấy? Sợ lắm. Sợ hả? Mà không rồi không dám đi thường. Dạ. Nó ngày nào nó mới qua lại. Tối nó đi cả đêm nha. Dạ. Đi ăn qua cả đêm. Hơn là nhà bà có chó nên cũng đỡ. Có nhưng mà mình ở đây vắng quá. Dạ. Ở đây là người ta làm như bà cũng không có biết đâu. Tại vì có ai đâu. Ừ. Cánh đồng mà có mình bà vậy thôi chứ. Ở bên đó người ta cũng sợ lắm. Người ta cũng nhát lắm đàn bà không. Dạ. Ở đó là buổi tối chứ còn không dám vô. Đen sợ không, chết. Không quen, không dám vô. Mình đã quen, không quen, không vô. Ồ, thuốc gì kìa? Của ông uống hay bà uống thuốc gì? Thuốc này mua thêm. Bà uống hả? Thuốc ho lan quả cho mua thêm cho ông á, thuốc tàu á. Dạ. Còn thuốc tây á, một hộp đây nè mà ông không chịu uống nữa đó. Đâu rồi? Đựng trong cái hộp. Trời này. Nói cụ ông bệnh này uống với sao, uống đỡ đỡ rồi, không uống, uống cho dứt luôn nha. Uống riết lần thuốc, uống như bài vậy phải uống hoài. Nè, một hộp thuốc. Trời ơi. Hôm mua đi bác sĩ về, uống chưa hết nè. Rồi hôm trước thì mua tiệm, rồi giờ mua. Bác sĩ cho thuốc rồi uống đủ liều với sao, uống mấy ngày bỏ vậy. Trời. Uống hết thôi à, không uống nữa. Không chịu uống thuốc. Để kín vậy chứ đừng hư. Đây có hộp có đồ sẵn, muốn xài thì có, cần gì có nấy à. Dạ. Cụ ông của bà ở nguyên giữa một cánh đồng như thế này nè cả nhà ơi. Thấy nó rất là vắng vẻ luôn. Đó. Ta làm mấy cái lưới mà cụ ông hay thả cá đó, bắt cá. Nhưng mà dạo này không có cá đúng không cụ? Ừ. Nó là cụ ông cũng không có lưới đi. Lưới của ông giờ ông bỏ vô trong bao rồi. Ủa sao sắt đây gì vậy? Sao xốp mà cắt sắt ra vậy?
Ông lượm về ông làm cái gì? À, làm yên hả? Làm gì á? Vậy đó. Trời ơi. Chợ đá về đó. Trời ơi. Để có cần, khi nào cần thì. Trời ơi, ông già mà ông cụ chợ đá về vậy hả? Ừ. Chợ làm cái gì vậy? Sao cái gì là... cũng nơi vậy hết trơn vậy trời? Ừ. Nó, như sao nó bị bể cái ông lấy ông ráp vô. Dạ. Để sẵn có hư chỗ nào ráp vô đó. Rồi, con cảm ơn cụ nha. Dạ. Con xin phép con đi về ạ. Dạ, cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, và một lần nữa thì con cũng cảm ơn cô Ly bên Mỹ đã gieo duyên ủng hộ cho cụ ông, cụ bà ở nhà ngập nước nha quý vị. Thì bên cạnh đó thì quý vị nào mà biết hoàn cảnh nào đặc biệt khó khăn thì có thể liên hệ với chủ kênh để em quay em giúp đỡ luôn quý vị ạ. Dạ, bye bye cả nhà. Dạ, xin giúp đỡ giùm chứ giờ bệnh hoạn vậy có ai lo đâu, không còn cái gì trơn. Dạ. Dạ, cũng nhờ cô Ly nhờ. Cái đêm mạnh thường quân giúp đỡ. Và đỡ.